một đôi. Đấy, đôi này là bao ship toàn quốc nhá. Có một cái điều đặc biệt là đây, anh em nhìn nhá, đây nó có một cái bóng sơ cua dán trên nóc bằng băng dính nhá, với một cái bóng đang chạy đây. Bóng này có thể rút ra và thay thế được, nhưng mà trong quá trình sử dụng anh em phải, cái bóng này không được phép sáng thì mới gọi là âm ly chuẩn, băng chuẩn, dày tần, đạt dày tép chuẩn của bộ dàn. Bóng đèn nó bị sáng á, để là do vang nâng lọc và âm ly của chúng ta bị dày dài tép từ mạch điều chỉnh, nên là cái bóng này nó bị sáng đấy. Bóng đèn không được phép sáng thì mới gọi là dàn chuẩn đấy anh em nhá. Nếu mà bóng mà bị sáng á thì là dàn của chúng ta bị dày dài tép từ mạch cân chỉnh, nên anh em mới phối ghép những bộ dàn vang nâng lọc hoặc là âm ly nó phải đạt chuẩn dày tần mới được đấy. Đấy mới là dày tép chuẩn. Bóng đèn nó chỉ sáng tức thời trong cái trường hợp anh em không biết cân chỉnh bộ dàn thì nó hú mic, anh em có thể đặt mic trên nóc loa hoặc là anh em ở cự ly gần loa. Nếu mà anh em hát thì anh em, nhiều anh em không biết, anh em có thể chui sang gần loa anh em hát thì nó sẽ hú mic chẳng hạn, thì anh em có thể là cái bóng này nó có thể là sáng lóa lên đấy. Đấy, nó chỉ sáng trong trường hợp đấy thôi, chứ còn mở nhạc nó không được phép sáng thì mới gọi là dàn chuẩn anh em nhá. Đấy, anh em nếu mà nó bị sáng á thì cái loa tép này nó sẽ đọc vị ra hai lỗi. Đấy, lỗi thứ nhất là tép cơ bế tí và tép bị sáng bóng. Tép cơ bế tí là do thiếu hụt giải tần từ vang nâng lọc của chúng ta. Đấy, nên là thiếu hụt giải tần, tép nó sẽ không, nó sẽ cơ bế tí, nó sẽ không ra nổi. Và cái trường hợp thứ hai bị dày âm tép là cái bóng này nó bị sáng ngay lập tức. Đấy, cái đó chọn loa tép thì nó đơn giản thôi, cái chủ yếu là âm ly và bộ dàn của anh em có chuẩn hay không thì mới chơi tép được. Đấy anh em nhá. Thì cái loa tép của chúng tôi là không có tạp âm. Còn cái loại tép tụ cản bằng ngón tay vàng vàng ấy, anh em gắn vào anh em chỉ chạy mỗi quả tép với con tụ ấy thì là nó sẽ kêu chói và nó kêu rất là to, nhưng mà kêu to anh em nên lầm tưởng đấy là tép, không phải, đấy là kêu to bởi tạp âm. Đấy anh em nhá, đây mình sẽ thử chạy cho anh em đây. Đây chủ yếu là bộ dàn. Đấy, đây là 1,5 triệu một đôi. Nha, đấu cho anh em lại nhá. Tép này thì cái đôi này là 1,5 triệu một đôi, giá bao ship đấy, bảo hành 1 năm. Đấy, cái này là vận chuyển toàn quốc nhá. Đấy, âm ly cục đẩy đánh được tất. Đấy, cái loa tép này thì nó đơn giản thôi. Đấy, cái anh em có gì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0973 533 269 anh em nhá. 1,5 triệu một đôi bao ship. Đấy, hôm nay mình sẽ lại thử cho anh em một cái mẫu 1 triệu nhá, 1 triệu. Đấy, tất cả các loại loa full bass 30 nó là cỡ này. Đấy, 1,000,000 một đôi, côn 3,5, chiều ngang 28, cao 17. Đấy nhá, âm ly 4 trò đến cục đẩy chơi được tất. Mình sẽ thử cho anh em nhá. Cái loa tép anh em có thể chơi 2-3 đôi trên cùng một bộ dàn là bình thường. Đấy, loa tép nó không ăn công suất. Đấy, nó không ảnh hưởng gì đến âm ly, chỉ hay hơn mà thôi. Đấy, về chúng ta sẽ đấu trực tiếp đít loa hoặc là đít âm ly, đít đẩy được hết. Mình sẽ đấu, hôm nay mình sẽ đấu chung vào cái dây này thôi, chứ còn về anh em hãy tách nó ra. Đấy, mỗi một bên loa, mỗi một vế loa, một tép. Đời có mấy ai chi tiền, tiền giết đời tôi, tiền đốn cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi, em đành lòng sao. Tình yêu như anh chung thủy yêu em nhiều, tiền sau như ai thì chưa chắc yêu chung tình, nghèo tiền như anh
1 triệu một đôi, bao ship toàn quốc, âm ly 4 sò đến cục đẩy 40 sò được hết, bát 20, bát 25 dùng tổng hợp. Thì nhiều anh em là cứ hỏi bát 25 là dùng loa tép nào, bát 30, 40 thì dùng loa tép nào. Cái loa tép nó không quan trọng với cứ bát to hay nhỏ, đấy, không phụ thuộc vào công suất to hay nhỏ, mà cái tép cần đó là mạch chỉnh bát tép của anh em. Đấy, đấy là trung tâm chỉ huy các giải tần của chúng ta. Đấy, đây, nó nằm ở âm ly, còn ở cục đẩy thì nó nằm ở vang. Đấy anh em nhé, và các thiết bị hỗ trợ vang. Đấy, anh em phải có bộ dàn chuẩn thì tép nó ok được. Đấy, có hai lỗi của chúng ta đang phối ghép. Thứ nhất là tép kêu bay tí, và thứ hai tép bị sáng bóng đèn này, được gọi là hiện tượng dày tép. Đấy, hiện tượng dày âm tép, dày giải tép từ mạch cân chỉnh. Đấy, cái tép này thì nó có tiếng Anh thì nó là tần số cao, còn một nghĩa nữa đó là mảnh mai và mỏng manh. Đấy, vì thế cái thứ tép cần không phải là dòng mà là tần số anh em nhé. Đấy, vì thế anh em yêu cầu anh em vì cái dòng của loa tép nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với loa bát, nên là cái thứ tép cần để kêu to đấy là tần số. Vậy vì nên anh em phải có bộ dàn đầy đủ giải tần để cho tép hoạt động, phải có giải tép chuẩn để cho tép nó chạy thì tép nó kêu to hay gấp đôi được. Đấy, những cái bộ dàn anh em có thể đăng ký kênh YouTube điện tử Phương Lưu nhá, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Giờ mình sẽ thử anh em một cặp 600, giá này chúng tôi bao ship rồi, bảo hành 1 năm. Anh em có cần thì số điện thoại mình anh em lưu ký vào đấy nhá. Đôi này đôi 600 này. Đấy, cái phễu này là 12 x 12. Đấy, 10 phay. Còn cái củ 500 này đường kính của nó là 8 phân nhá, côn 2,5. Đấy. Cái loại 600 thì cái nhọn nó sẽ ngắn hơn này. Đấy, nhọn nó ngắn hơn. Còn có loại 500 thì nó sẽ dài hơn. Đấy, anh em nhìn nhìn. Đấy, đây là 600 và đây là 500. Đấy, mình sẽ thử ký cho anh em nhá. Cái loa tép nó không quan trọng, anh em nhiều tiền dùng tép to, ít tiền thì dùng tép nhỏ. Đấy, cái chủ yếu là chúng ta phối ghép được dàn thôi, vang nâng hoặc là âm ly thì chúng ta phải chuẩn thì nó mới chơi tép được hiệu quả điều trị. Đấy, mình sẽ tắt cái quảng cáo này nữa. Không được phép sáng thì mới gọi là dàn chuẩn. Bóng đèn này trong quá trình mở màu nó bị sáng lè loẹt, đỏ đỏ tôm lên, đỏ con tôm lên đấy, đỏ như kiểu là con tôm ấy, thì là hoặc là nó sáng hơn, có thể phát sáng khoe khoét lên, đấy là bị dày giải tép từ thiết bị của chúng ta. Đấy, không phải thiết bị nào cũng chơi tép ok được. Đấy, rất nhiều bây giờ chúng ta phối ghép theo một cái phong trào ghép nó thì ảnh hưởng đến tín hiệu, một là bị thiếu hụt giải tần, hai méo tín hiệu, đấy, ba nữa là bị dày giải tép nên nó sẽ bất lợi về chất âm. Đây là mong anh em phải có ghép chuẩn để chơi tép ok nhá. Đôi này 600.000 chạy âm ly 4 sò đến cục đẩy 40 sò được tất. Đấy, đây là mẫu nhỏ nhất, mẫu 250. Đây của loại sân khấu rồi. Đấy, nhớ nhá, anh em phải có ghép có dàn chuẩn thì chơi tép được. Đấy, còn có bụi dàn là anh em phối ghép lung tung thì sẽ rất khó để tạo ra chất âm hay. Vì trung tâm chỉ huy các giải tần đều nó nằm ở mạch chỉnh bát tép. Đấy nhá. Về các loa tép này, loa bát này nó phụ các giải, nó phụ trách các giải tần riêng. Đấy, chứ không phải bát nó lẫn vào tép, tép nó lẫn vào bát được. Nên anh em phối ghép đừng để méo tín hiệu. Đấy, chung tép nó pha vào nhau là không bao giờ ok được. Đôi này là 500.000. Chủ yếu là chọn loa tép thì nó dễ thôi, nhưng mà anh em phối ghép lung tung đấy là thực sự là một cái đau đầu nhất. Đấy, nó không bao giờ mà tạo ra chất âm hay được là từ mạch chỉnh bát tép, âm ly, vang nâng lọc của các thiết bị hỗ trợ vang.
Đấy. Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đâu đây, tìm anh đâu đây? Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn người lặng đứng ngắm xa khơi. Thôi ra đi rồi biệt biệt xa. Vừa rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái mẫu tép mà còn ở trong xưởng. Đấy thì mình sẽ đi tổng hợp lại cho anh em nhá. Đây, cái mẫu này này là 1,5 triệu một đôi, côn 4,5. Đấy. Bao ship toàn quốc 1,5 triệu một đôi. Đấy. Còn cái này. 1 triệu một đôi. Bao ship toàn quốc. Đấy nhá. Đấy, và mẫu này nữa là 600.000 một đôi. 600.000 cái nhọn này nó ngắn hơn này, 600.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Đấy. Và đây là 500.000 một đôi. Nhọn nó dài hơn này, bao ship toàn quốc. Đấy anh em nhìn thấy ở đây. Đấy. Đấy đây. 500.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Để nha anh em nhá. Anh em cần hàng thì điện theo số điện thoại là 0973 533269. Cái lo tép này nó không quan trọng. Đấy, cứ bắt to, cứ bắt nhỏ không quan trọng. Nhiều anh em cứ hỏi là bắt 20 thì dùng lo tép nào, bắt 30 thì dùng lo tép nào. Đấy, không quan trọng về cỡ bắt. Như anh em vừa thấy đây, bắt 25 đây mà mình đánh cho tất cả các loại lo tép từ 1,5 triệu đến 500, 600. Đấy. Cục đẩy cũng có thể đánh chơi lo tép được, âm đi 4 sò. Đấy, cái thứ tép cần không phải là dòng anh em nhá. Thứ tép cần là mạch chỉnh bắt tép của chúng ta có ok không thì tép mới kêu to gấp đôi được. Còn mạch chỉnh bắt tép của chúng ta bị méo tín hiệu, bị tiêu hút trẻ tần thì tép nó sẽ kêu bé tí, hoặc nó bị rè này, hoặc bị thô tiếng, hoặc cái bóng đèn nó sáng lên. Đấy, hiện tại với cái loa tép tôi sẽ đọc vị được hai lỗi của các bạn, lỗi phối ghép nhá. Cái thứ nhất là thiêu trẻ tần thì tép này nó sẽ kêu bé tí, kể cả anh em chơi đẩy 40 sò tép cũng không ra nổi. Đấy, tại sao có nhiều âm ly 4 sò mà nó lại lên? Đấy, chủ yếu là cái mạch chỉnh bắt tép của chúng ta phải có đầy đủ trẻ tần cho tép nó hoạt động thì mới được. Đấy nha, đây là một đôi 600. Đấy, còn đây là những cái mẫu hôm nay thì hôm nay chỉ còn mẫu 1,5 triệu này, 1 triệu này, 600 và 500 thôi. Đấy, anh em cần hàng thì điện cho mình số điện thoại 0973 533 269. Đấy, bảo hành 1 năm nhá. Đấy, anh em cần hàng thì điện nha. Ok, anh em nhớ đăng ký kênh YouTube Điện tử Phương Lưu. Mình sẽ tư vấn cho anh em những cái kiểu ghép cực kỳ là đỉnh để tạo ra một chất âm ok cực kỳ là lung linh. Đấy, tạm biệt anh em nhá.